Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục ra thăm những con gà Ai Cập này anh chị. Như anh chị thấy đây là đàn gà Ai Cập của em đây. Thì bây giờ em cũng sẽ làm một cái video, mình cũng giao lưu với anh chị, cũng như là chia sẻ với tất cả anh chị mình về cái giống gà này. Cái giống gà này nó như thế nào, mà bản thân mình nuôi nó, và cũng như nó có khó nuôi hay không, cũng như cái sản lượng trứng nó ra làm sao, cũng như mình đi chia sẻ và trả lời những cái câu hỏi những anh chị có gửi về cho mình. Đấy là cái giống gà này đấy. Thì mình mua ở đâu, mình mua ở đâu, và mình mua như thế nào để cho nó đúng với cái con giống. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể nhất với anh chị. Thì đầu tiên đấy, vì mình chia sẻ về cái giống gà trước anh chị. Như anh chị đã biết, đây là cái giống gà Ai Cập vàng. Ai Cập thì nó có hai loại nha anh chị, đó là Ai Cập trắng và Ai Cập vàng. Ai Cập trắng ấy thì nó trắng tinh luôn, nó trắng như bông tuyết và anh chị. Còn Ai Cập vàng thì nó như thế này đây, nhìn nó rất là đẹp, rất là giống giống con chim hơn con gà anh chị. Thì đây là cái giống gà xuất xứ từ Ai Cập, đây nó có tên là Ai Cập luôn anh chị, và nó là một cái giống siêu đẻ. Chia sẻ với cả nhà là như vậy, một cái giống gà siêu đẻ chuyên để nuôi đẻ trứng, với cái hình thức người ta có thể nuôi nó để làm kinh tế được anh chị, cũng như mình nó cũng rất là phù hợp để cho anh em mình nuôi để kiếm thêm cái thu nhập, cho mình kiếm thêm cái nguồn thu. Bởi vì cái giống này đấy nó có một cái sức đề kháng rất là cao, cũng như nó thích hợp được với mọi cái khí hậu anh chị, nắng mưa gì nó sống cũng được hết, cũng như nó phù hợp để mình chăn thỏ ngoài vườn, cũng như nhốt trùng. Như bản thân em đang nuôi đây là nhốt trùng anh chị, mình tận dụng cái diện tích tầm vài chục mét vuông hẹp như vậy để mình nuôi 20 con. Lúc đầu là em nuôi 30 con, nhưng mà trong quá trình nuôi đấy, nó hụt còn có 20. Cái này là mình chia sẻ thực tế luôn. Và cái lượng trứng này anh chị, cái này thì mình chưa nuôi, mình chưa biết, nhưng trong cái tìm hiểu của mình ấy, tìm hiểu từ người đi trước ấy, cũng như tại các trại giống ấy, thì này cái giống này là giống siêu đẻ, và nó sẽ cho ra một lượng trứng là 250 đến 200 quả trên một con trên một năm đây anh chị. Tùy vào cái chế độ chăm sóc của mình, tùy vào cái chế độ dinh dưỡng mà nó có lượng trứng khác nhau, nhưng mà nó cơ bản là nó sẽ dao động từ 200 đến 250 quả. Thì đây là về cái lượng trứng, sản lượng trứng của nó. Và nó là thuộc cái giống gà siêu đẻ anh chị, nên nó không có cái tập tính ấp, không có cái tập tính tự nhiên mạnh như những con gà to mình. Con gà to mình anh chị là nó, đây như chị thấy có một con lộn vào đang gà to mình đấy, thì nó có cái tập tính là đẻ trứng, ấp trứng, nuôi con, nó xoay vào hồng như vậy rồi nó bắt quay trở lại đẻ. Còn những cái con gà Ai Cập này đấy, nó gần như là không có cái tập tính đấy anh chị, nó chỉ ăn và đẻ thôi. Và đấy cũng chính là cái lý do mà nó cho sản lượng đến 250 quả trên một năm trên một con là như vậy. Thì đây là về cái giống này. Và cũng chia sẻ với anh chị là cái giống gà Ai Cập này đấy, cái khối lượng mà đạt được của con mái tiêu chuẩn khi nó đẻ đấy anh chị, nó tầm dao động tầm 1,8 đến 2 kg thôi anh chị. Cái con gà nhìn nó sẽ không có to bự như con gà tôm hùm em đang nuôi. Con gà nó sẽ thon hơn cả nhà. Nhìn nó không có đô con gà hơn. Thì đây là việc cái vóc dáng của nó là như thế. Đây là cái gen của nó rồi anh chị. Và cơ bản là con gà đẻ thì cũng không cần to lắm đâu. To nhiều mập quá thì cũng đẻ lượng trứng nó không cao được anh chị. Và một cái yếu tố nữa mà mình muốn chia sẻ với anh chị ở đây đấy, là cái giống gà Ai Cập này đấy, là cái con trống là gần như nó không có tác dụng anh chị. Đặc biệt là như vậy, con trống là gần như không có tác dụng. Con gà trống là nuôi cực kỳ lâu lớn, nuôi cực kỳ lâu lớn và rất là nhẹ ký. Nếu mà nuôi về kinh tế để lấy thịt ấy, là gần như cái giống gà Ai Cập này nó không có giá trị về kinh tế anh chị. Bởi vì thịt nó chắc chắn sẽ không thơm ngon bằng gà to mình rồi, cũng như nuôi lâu lớn hơn anh chị. Và đấy cũng chính là cái lý do mà nhiều anh chị muốn hỏi em ấy, là chọn con giống ở đâu, mua ở đâu cho nó uy tín. Bởi vì mình sẽ gặp cái trường hợp là mình mua cái con giống qua mạng đó anh chị, qua Facebook rồi đấy, hoặc là qua dạng như kiểu mình mua ở phương xa đấy, gặp những chỗ người ta không uy tín, người ta cũng gửi con giống về cho mình đấy anh chị, nhưng mà người ta gửi toàn là con gà trống ấy. Mới đầu khi mình nuôi từ gà con lên ấy, thì gần như
mình không có biết được con nào con trống và con mái, nó rất là khó phân biệt. Chỉ có những người chuyên nghiệp kia người ta mới biết, còn mình là rất là khó. Vì thế mình cứ nuôi thôi chị, mình nuôi lên tới giai đoạn là tầm 2 tháng mình mới biết được trống và mái, thì khi đó thì mình đã muộn rồi anh chị. À, người ta cứ mua không đúng uy tín ấy, là người ta cứ gửi con trống về cho mình thôi. Mà con trống thì em có chia sẻ rồi, thịt nó không có thơm ngon được, bởi vì nó là cái giống siêu đẻ anh chị, không phải chuyên lấy thịt, và nuôi cực kỳ lâu lớn, lông nhiều, rất là nhẹ. À, mà giống gà siêu đẻ mà gà trống thì gần như vô tác dụng rồi, đúng không anh chị? Nên mình phải cẩn thận, là tuyệt đối hạn chế mua gà qua mọn anh chị, qua ở phương xa gửi về. Thứ nhất là con gà con ấy, vận chuyển đường xa nó rất là yếu ớt, nó rất dễ hao hụt. Cái thứ hai nữa, là mua nếu không đúng cơ sở uy tín sẽ gặp gà trống liền. Em khẳng định 10 anh chị mua gà qua mạng, đến 9 anh chị sẽ gặp cái trường hợp là mua trúng gà trống. À, thậm chí là người ta, đặc biệt là những cái con gà Ai Cập trắng ấy, hay gặp rất là nhiều. Người ta gà con lúc nhỏ đấy anh chị, cái lông tơ nó màu vàng đấy, mình không có phân biệt được. Ở khi nó lớn lên ấy, thì mới bắt đầu mới đổ lông ra, rồi mình mới thấy được. À, vậy bây giờ cái con giống gà Ai Cập này đấy, mình mua ở đâu cho nó đảm bảo uy tín? Bởi vì cái giống gà Ai Cập này cũng chia sẻ với tất cả anh chị, nó không phải là cái giống gà ở địa phương mình, nên gần như bà con mình rất là ít nuôi, bà con mình rất là hiếm. Chỉ có những người làm nuôi làm kinh tế mới có thôi, hoặc là những anh chị nào thật sự tìm hiểu rất là kỹ kìa, mua được cái con giống này. Thì cái con giống này anh chị, vì lý do mình nuôi với số lượng ít, mình nuôi chỉ có vài chục con đến 100 con đổ lại thôi, nên thành ra những cái viện mà chăn nuôi đấy người ta ít bán lắm. Người ta chỉ bán số lượng sỉ thôi, số lượng vài ngàn con như vậy. Nên mình nuôi với số lượng ít, thì những nơi cung cấp giống uy tín thì ở hai nơi như thế này anh chị. Đây là hai nơi mà bản thân mình hay mua, và anh chị cũng có thể tìm hiểu ở địa phương anh chị, bởi vì nơi nào cũng có. Đó chính là, một là những nơi cung cấp thức ăn cho gia súc gia cầm anh chị. À, những nơi này ấy, là người ta bán cóm gia cầm gia súc anh chị, nên người ta cũng có thể mua mua lại có con giống, người ta bán lại cho mình, người ta làm đại lý trung gian. Thì mình mua đấy thì đắt hơn anh chị, nó sẽ đắt hơn, nhưng mà bù lại nó người ta đảm bảo về chắc chắn 100% là gò má cho mình, không tránh cái trường hợp nhầm gà trống vào. Và một cái cơ sở thứ hai đó chính là cơ sở thú y. Cơ sở thú y người ta cũng sẽ có anh chị. Còn nếu hai cơ sở đấy mà không có thì anh chị có thể liên hệ các đại lý trứng gia súc gia cầm, trứng gà đấy, trứng gà, trứng vịt, những cái đại lý mà chuyên bán trứng đấy, người ta cũng có thể cung cấp con giống bằng hình thức người ta mua lại ở những cái viện chăn nuôi, ở những cái trại giống lớn về, người ta bán lại cho mình với cái giá thành cao hơn một tí. Thì mình phải chấp nhận, bởi vì mình mua với số lượng ít mà anh chị, nên mình phải chấp nhận thôi. Như bản thân em mua cái con giống này, em nuôi từ gà con lên đấy, là 20.000 đồng một con anh chị. 20.000 đồng cho gà con một ngày tuổi thôi. Ở địa phương em ấy, gà ta nuôi lấy thịt, gà ta nuôi lấy trứng, người ta nuôi rất là nhiều. Thậm chí gà tâm hoàng người ta nuôi cũng nhiều, nhưng mà riêng cái giống Ai Cập này rất ít người nuôi. Nên bản thân mình là lần đầu tiên nuôi đây, nên mình phải chọn cái cơ sở uy tín, tránh cái trường hợp gửi nhầm cái con giống anh chị. Bây giờ nếu con gà ta mình á, hay con gà tôm hoàng nhé anh chị, mà gửi nhầm con gà trống, mình có thể nuôi lấy thịt bán có tiền được, bởi vì nó cũng ok, thịt nó cũng thơm ngon. Nhưng mà ngược lại những cái con gà siêu đẻ như này á, mà mua trúng gà giống gà trống thì gần như là mình chỉ có vứt thôi anh chị, bởi vì thịt nó không thơm ngon. Cái thứ hai nữa, nó cực kỳ lâu lớn anh chị. Nên anh chị phải cân nhắc về cái giống gà này, cần phải chọn một cái cơ sở chăn nuôi cực kỳ uy tín, một cái cơ sở cung cấp giống uy tín để mình nuôi. Phải xin lỗi cả nhà, để mình mua. Còn đấy là về cái nguồn con giống, còn cái cách nuôi thì nó cũng rất là giống như gà ta mình thôi anh chị. Em nuôi thấy rất là bình thường, mình cũng làm vệ sinh cơ bản thôi, mình cứ như vậy mình nuôi. Và trong quá trình mình nuôi đấy, mình thấy có một cái sai lầm như thế này anh chị. Cái sai lầm này mình chia sẻ cho cả nhà để những anh chị nào mà có nuôi ấy, mình rút kinh nghiệm. Đó chính là mình đừng nên cắt cóm gà, đừng nên cắt cóm công nghiệp quá sớm. Có nghĩa là mình nên nuôi nó, cho nó ăn từ một con gà con tới lúc 4 tháng tuổi khi nó đi đẻ anh chị, bằng 100% cóm công nghiệp thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Chứ bản thân em nuôi đến tầm 45 ngày,
tầm 45 ngày đến 2 tháng là em đã cắt cóm công nghiệp rồi. Dẫn đến hiện trạng là công gà nó lâu đẻ anh chị, mặc dù nó đã gần 5 tháng rồi mà nó chưa đẻ. Là lý do là như vậy đấy, là không nên cắt cóm công nghiệp quá sớm. Nó khác với con gà to mình, nó khác với con gà tôm hồn anh chị. Cái con gà tôm hồn hay con gà to nó ăn ít hơn, nó ăn ít, khối lượng thức ăn nó ăn ít. Có thể mình nuôi vừa cóm công nghiệp vừa thức ăn truyền thống thì 4 tháng rưỡi 5 tháng nó vẫn đẻ bình thường. Nhưng mà cái giống này nó là không giống như vậy anh chị, đặc biệt là mình nhốt trùng như vậy nữa, nên thành ra nó mình cắt cóm công nghiệp quá sớm nó ảnh hưởng đến cái năng suất của mình. Nên theo mình nghĩ là các anh chị nên cho nó ăn tới 4 tháng, khi nào nó đẻ thì đã biết chuyển đổi cái nguồn thức ăn. Thì cái giống này nếu nuôi bài bản, nuôi đúng chuẩn anh chị thì 4 tháng nó đã đẻ rồi, nó sẽ đẻ nhanh hơn những cái con gà to của mình, nhanh hơn cái giống gà tôm hồn em đang nuôi luôn. Gà tôm hồn em đang nuôi đó anh chị 5 tháng nó mới đẻ, 5 tháng. Nhưng mà gà này nếu anh chị cho ăn đầy đủ thì phải 4 tháng là nó đẻ rồi. Còn mình là mình sai lầm ở chỗ đấy, nên mình muốn chia sẻ với anh chị là như vậy. Còn về cái sản lượng trứng cũng như cái chất lượng trứng đó, thì nó rất là tốt anh chị, khối lượng trứng nó cũng rất là ok. Còn về cái giá trị dinh dưỡng trứng thì nó phụ thuộc vào cái nguồn thức ăn là chủ yếu, nên cái con giống các anh chị không đặt nặng vấn đề. Cơ bản là nó đẻ nhiều là được, 250 quả trên một năm luôn đó anh chị. Thì đây là cái chia sẻ của em về cái giống gà này là như vậy đấy. Nó cũng rất là dễ nuôi thôi, nhưng mà hiệu quả trứng rất là cao, phù hợp cho ai nuôi nhốt chuồng, phù hợp cho ai có mảnh vườn để chăn nuôi tự do luôn cũng được anh chị. Nó sống môi trường nào cũng được hết, cũng rất là dễ nuôi. Thì đây là những cái chia sẻ của mình về cái giống gà Ai Cập này anh chị, một cái giống gà mà mình mới nuôi lần đầu, một giống gà siêu đẻ nhưng mà rất là phù hợp cho bản thân mình cũng như tất cả anh chị ai chăn nuôi kiếm thêm cái thu nhập vì nguồn trứng gà có thể áp dụng và có thể nuôi nó. Thì đây là cái chia sẻ của em về cái quan điểm cá nhân của mình cũng như mình đã nuôi và mình thấy những cái gì mình chia sẻ đến với tất cả anh chị. Em cũng kết thúc cái video tại đây cả nhà về cái giống gà này.